Xin chào quý vị và các bạn. Sau chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt cao diễn ra ở các tỉnh thành miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, thì từ ngày mai ngày 17 tháng 5, tình trạng nắng nóng sẽ bị đẩy lùi bởi những cơn mưa dông xuất hiện. Có điều này là nhờ những sóng lạnh ở phía Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, nén giải mây dông gây mưa trở lại cho các tỉnh Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong sáng mai thì mưa sẽ xuất hiện trước tiên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang và một số nơi ở khu vực Việt Bắc như là Hà Giang hay Bắc Cạn. Người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Còn trong hôm nay thì nắng vẫn xuất hiện từ sớm, trời ít mây nên nhiệt độ tăng rất nhanh với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại khu vực phía Đông Bắc là từ 33 đến 36 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc có thể đạt ngưỡng là 37-38 độ, có nơi cao hơn. Vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức là 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt ở mức là 37 đến 40 độ, có nơi trên mức này. Cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp chỉ phổ biến ở khoảng là 48 đến 55%. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, cường độ nắng bớt gay gắt hơn so với các tỉnh thành phía Bắc miền Trung, nên nhiệt độ trưa chiều ở mức là 32 đến 35 độ. Ở phía Nam, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần lên và tác động đến thời tiết các tỉnh thành Nam Bộ. Mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối, vì vậy mà nhiệt độ ban ngày nơi đây sẽ không cao, ở mức là 31 đến 34 độ. Còn tại Tây Nguyên, mưa sẽ chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở khu vực vùng cao là từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang các thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, thịnh hành trường gió Đông Nam đến Nam với cường độ trung bình. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa thịnh hành gió Tây Nam với cường độ ở dưới mức cấp 4. Trời có mưa dông rải rác vào chiều tối, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Tình trạng nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại khu vực Tây Bắc cũng như đồng bằng Bắc Bộ trong ngày mai 16 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ tại khu vực phía Đông Bắc. Riêng các tỉnh Tây Bắc thì có thể đạt ngưỡng 37 đến 38 độ, có nơi còn cao hơn. Từ khoảng ngày 17 tháng 5, nắng nóng có xu hướng thu hẹp và giảm dần khi bộ phận cao áp từ phía Bắc nén rãnh mây dông đi qua khu vực. Mưa sẽ bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Sang ngày 18 tháng 5, diện và cường độ mưa cũng sẽ tăng đáng kể. Có điểm có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông, người dân nên thận trọng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như tố, lốc sét và gió giật mạnh. Đối với khu vực miền Trung, nắng nóng tại đây vẫn còn tiếp diễn đến hết ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, số điểm nắng nóng gay gắt với cường độ mạnh chỉ tập trung tại các tỉnh vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Về nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến từ 34 đến 37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. Đến khoảng đêm 17 tháng 5, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có thể có mưa rào và dông xuất hiện, tăng về diện và lượng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm trong mưa dông. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới sẽ liên tục có mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Thời gian có mưa dồn dập với lượng khá hơn, tập trung sau khoảng 15 giờ chiều. Lưu ý trong cơn dông thì vẫn tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức chú ý. Do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới giảm hơn, ban ngày còn nắng gián đoạn. Nhiệt độ tại Tây Nguyên có thể đạt ngưỡng 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa tiếp tục ít mưa, gió thịnh hành theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ trung bình. Riêng khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa thì trong vòng 3 ngày tới sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông.